chồng người nhà mình vừa sửa ba em vang số X10 model A-25 mã này. 2 4 6 7 người này có hai cổng sút. Hai máy này thì mình ba máy này thì mình thay màn thôi. Màn zin của nó chạy nền trắng chữ đen, nó bị lóa đen xì, nhìn chếch chếch chéo khoảng 45 độ 45 50 độ thì mới nhìn thấy mờ mờ thôi. Còn đâu là nó nhìn thẳng thì nó sẽ lóa đen, khó nhìn, không chỉnh được. Trên cái dòng này thì các cái lỗi thường gặp trong quá trình dùng là solo dài nghẹt, mất tiếng. Đấy. Mất nhạc bích riêng biệt, mất kênh ù xì, mất nguồn, không lưu chương trình, không nhận máy tính, treo vệt đen xanh màn. Liệt, không điều chỉnh. Cùng với kiểu thiết kế như này thì nó sẽ có rất là nhiều cái màu mặt, có thể màu đen kết hợp với vệt trắng này, màu mặt trắng hẳn, hoặc là mặt màu xanh lá, có thể là in là PLCG này, in là JBL này. Đó, nhưng mà vẫn chung với ruột gan, chung phần mềm, với X3560. À, mọi người cần tư vấn hay là hỗ trợ sửa các cái lỗi liên quan đến cái dòng vàng này, cứ liên hệ trực tiếp với mình với số máy trên tiêu đề video, mình sẽ tư vấn, mình chuyên sửa chữa cho anh em thường lái buôn công ty, hỗ trợ sửa chữa bài hệ chuyên nghiệp. Người quý kênh thì có thể đăng ký kênh để theo dõi kênh hàng ngày của mình nha. Các cái máy này thay mà linh phụ kiện thay đều là linh phụ kiện chính hãng rồi. Zin của cái đời này nó sẽ không có nền màn nền xanh dương chữ đen nhé. Nhưng mà cái màn nền xanh lá chữ đen này nó sẽ bền hơn cái màn nền trắng chữ đen. Zin của nó là nền trắng chữ đen, nhưng mà cái đời đấy dùng nó sẽ nhanh hỏng màn.